Như vậy, Tốc Chiến chuẩn bị chào đón phiên bản 2.0 với rất nhiều nâng cấp, cũng như sự xuất hiện của hàng loạt tướng mới. Hôm nay mời các bạn cùng xem game.com bọn mình điểm qua bản tin Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến 24 giờ. Teemo có thể nhào lộn như Ven, Ross cho rằng bị lắc là ảo giác. Cận cảnh skin độc quyền đầu tiên của Liên Minh Tốc Chiến. Ross mới đây đã đưa ra thông báo về việc bắt đầu mùa giải chính thức đầu tiên của Liên Minh Tốc Chiến. Sau khi cập nhật vào ngày 8 tháng 1, người chơi sẽ bắt đầu leo xếp hạng để mang về phần thưởng hấp dẫn vào cuối mùa. Tất cả những người chơi có bậc xếp hạng từ vàng trở lên sẽ nhận được skin Chinamir Vinh Quang, chủ đề tương tự như Liên Minh Huyền Thoại, nhưng đây là skin độc quyền trong Tốc Chiến. Và thiết kế của skin này cũng không làm người chơi thất vọng. Với màu vàng kim chủ đạo cùng với sắc xanh, Chinami Vinh Quang trông thực sự rất bắt mắt và ngầu. Những hiệu ứng trong game của bộ skin này cũng làm nhiều người cảm thấy trầm trồ. Các đòn đánh thường của Chinami Vinh Quang bật lên ánh kim và những chiêu thức khác cũng khá mượt. Đặc biệt là khi chiêu cuối từ chối tử thần, Chinami sẽ có vương miện và bộ giáp phát sáng kèm với màu đỏ từ lớp nổ khí trông rất bắt mắt. Thay đổi kỹ năng của Teemo Tốc Chiến, có thể nhào lộn như Ven. Liên Minh Tốc Chiến đã chính thức ra mắt bản cập nhật 2.0 với rất nhiều sự thay đổi, trong đó có sự ra mắt của vị tướng Yodo và Teemo là tướng được nhiều người chú ý nhất. Xuất hiện nhiều lần trong những đoạn trailer của Tốc Chiến kể từ khi ra mắt, Teemo ắt hẳn nhận được sự quan tâm nhất định từ người chơi cũng như Riot. Vì thế, vị tướng này tất nhiên có những sự thay đổi về kỹ năng so với Liên Minh Huyền Thoại. Cùng điểm qua bộ kỹ năng mới của Teemo trong Tốc Chiến và tìm hiểu những thay đổi đáng chú ý. Nội tại, bắn độc. Mỗi đòn đánh thường của Teemo sẽ gây thêm sát thương phép và sát thương trúng độc trong 4 giây. Chiêu 1, phi tiêu mù. Teemo phóng ra phi tiêu vào một mục tiêu chỉ định, gây sát thương phép và khiến đối thủ bị mù trong vòng 2 giây. Chiêu 2, dậy lẹ. Nội tại, Teemo nhận thêm 25% tốc độ di chuyển nếu không nhận sát thương từ tướng địch và trụ trong vòng 5 giây. Kích hoạt, Teemo lộn nhẹ về phía trước một đoạn ngắn và tăng tốc độ di chuyển. Tốc độ từ nội tại sẽ được nhân đôi và không bị ngắt bởi sát thương. Chiêu 3, ngụy trang. Sau một khoảng trễ, Teemo bước vào chế độ ngụy trang. Chế độ này được duy trì nếu Teemo bước vào bụi cỏ và kết thúc trong 5 giây kể từ khi ra khỏi bụi. Kết thúc ngụy trang, Teemo nhận được 60% tốc độ đánh trong vòng 6 giây. Chiêu 4, bẫy độc Noxus. Teemo ném một cái bẫy nấm độc từ trong túi của mình. Nếu là kẻ địch giẫm phải, nó sẽ phun ra một làn khói độc, làm chậm 60% và gây sát thương theo thời gian. Nếu Teemo ném nấm vào một nấm khác, nó sẽ nảy thêm một khoảng cách nữa. Bẫy độc tồn tại trong 2 phút và cần 1 giây để tàng hình. Teemo có thể tích trữ tối đa 5 bẫy độc trên người. So với Liên Minh Huyền Thoại, nội tại của Teemo và chiêu 3 đã được tráo đổi với nhau. Ngoài ra chiêu 2, Teemo giờ đây có thể lộn nhào giống như Ven. Điều này làm tăng tính cơ động, giúp vị tướng này có khả năng né những chiêu thức đối thủ khá tốt. Với những thay đổi này, tất cả game thủ đều đồng ý cho rằng Teemo đã lợi hại gấp đôi so với bản PC và hứa hẹn sẽ gieo rắc ác mộng kinh hoàng cho game thủ Tốc Chiến sắp tới. Liên Minh Tốc Chiến tặng iPhone 12, VNG bị nghi trao cho người nhà. Để chào mừng năm mới 2021, Liên Minh Tốc Chiến Việt Nam đã tổ chức sự kiện đáng chú ý trên fanpage chính thức với giải thưởng là 3 chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max. Sự kiện này thu hút được đông đảo người chơi tham gia. Người chơi chỉ cần chụp lại màn hình và kết quả trận Tốc Chiến đầu tiên trong ngày, rồi thực hiện các thao tác đơn giản như like, share sẽ có cơ hội trúng giải. Sau mỗi ngày, ban tổ chức sẽ chọn ra một người chơi ngẫu nhiên tặng thưởng. Trong ngày đầu tiên của sự kiện, sau khi fanpage chính thức công bố người đoạt giải, đã có những tranh cãi diễn ra. Nhiều người cho rằng cách thức chọn người trúng thưởng của VNG mập mờ khi không có quay số trực tiếp hay bốc thăm gì cả, mà chỉ nêu trực tiếp tên của người trúng giải.
Thậm chí còn có bình luận cho rằng nhân vật trúng iPhone 12 là một nhân viên của VNG. Người này cho rằng VNG đã cố tình trao giải thưởng cho nhân viên công ty, chứ không có người chơi may mắn nào cả. Dù có vài ý kiến đồng tình với bình luận trên, nhưng đa số vẫn tin tưởng VNG hơn là một tài khoản Facebook ảo. Dù gì đi nữa thì đây vẫn là một sự kiện lớn và nhà phát hành uy tín như VNG trước đây cũng từng nhiều lần có kinh nghiệm trong những vụ trao thưởng thế này. Thậm chí một vài người còn chứng minh rằng mình được VNG trao thưởng đầy đủ ở tựa game khác và tất nhiên không phải là nhân viên của công ty. Rod cho rằng game thủ nói tốc chiến lắc là không chính xác, thật ra là ảo giác. Kể từ ngày ra mắt tại thị trường Việt Nam cách đây đã gần một tháng, thứ mà game thủ tốc chiến cảm thấy khó chịu nhất chính là tình trạng giật, lag hay đôi khi là mất kết nối diễn ra trong game. Hiện tượng này đã xảy ra khi game thủ sử dụng Wi-Fi và 4G, và ngay cả khi chất lượng mạng hiện tại của người chơi rất xanh thì vào tốc chiến vẫn có thể bị đảo lừ như bình thường. Điều này không phải xảy ra với một số game thủ nhất định, mà rất nhiều người chơi tốc chiến đã lên tiếng phản ánh hiện trạng này trong suốt một tháng vừa qua. Tuy nhiên thì Riot lại không nghĩ như thế. Mới đây trong thông báo cập nhật về phiên bản mới, Riot cũng nói qua một chút về tình trạng mà game thủ tốc chiến đang gặp phải bấy lâu nay. Không còn hiển thị báo trễ ở màn hình chính nữa, thực tế cho thấy các chỉ báo này không thể hiển thị chính xác độ trễ mà người chơi sẽ thực sự trải nghiệm trong trận đấu. Do đó tôi đã thay thế bằng một chỉ báo mạng để hiển thị mạng bạn đang sử dụng kết nối mạng nào, Wi-Fi, 4G, kèm theo một chỉ báo mới trong khi trận đấu hiển thị độ trễ thực tế của bạn khi chơi. Như vậy có thể thấy, theo lập luận của Riot thì những thông số mạng mà game thủ nhìn thấy bấy lâu nay trên màn hình hiển thị của tốc chiến là không thể hiện chính xác độ lag thực sự mà game thủ trải nghiệm trong trận đấu. Điều này được hiểu theo hai ý, là một game thủ gặp lag thật, nhưng thực tế thì nó còn lag hơn như vậy. Hai là chẳng có độ trễ nào cả, màn hình tốc chiến đang hiển thị láo nhằm đánh lừa game thủ tốc chiến. Tuy nhiên, việc cải thiện vấn đề trong tốc chiến có diễn ra hay không thì Riot không nói mà chỉ đề cập đến việc đưa ra một thước đo mới thực tế hơn trong trận đấu. Vì vậy, sẽ khó mà mong đợi tốc chiến sẽ hết lag trong thời gian tới. Tất cả còn phải chờ đợi vào trải nghiệm thực sự của người chơi khi mà bản cập nhật sắp tới diễn ra. Nữ game thủ Việt hóa thân thành Seraphine phiên bản tóc xanh. Là vị tướng mới ở Liên minh Tốc Chiến, ngoài sự đón nhận của cộng đồng game thủ thì Seraphine cũng là hình tượng được các coser yêu thích, từ màu tóc hồng rực rỡ đến thân hình nóng bỏng. Nhiều phiên bản hóa thân xuất sắc đã được cộng đồng fan biết đến và chia sẻ từ đây. Là một coser đồng thời cũng là yêu thích chơi game, cô nàng gốc Việt Yuji Koi quyết định sáng tạo hình ảnh Seraphine mới khi xuất hiện trong màu tóc xanh đầy ấn tượng, cuốn hút. Trên trang fanpage của mình, cô nàng này cho hay: "Năm nay Seraphine tóc hồng đã giúp tôi được rất nhiều người chú ý. Đó là lý do tại sao tôi quyết định cosplay thêm một Seraphine phiên bản khác. Mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người trong năm 2021. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi và bên tôi đến tận bây giờ. Tôi rất cảm kích." Với màn hóa thân mới mẻ này, Yuji Koi vẫn nhận được nhiều lời có cánh từ cộng đồng tóc chiến. Không chỉ khen ngợi nhan sắc của cô nàng, anh em gamer còn ấn tượng bởi cách mà Yuji khoe vòng một sexy cực khéo. Yuji Koi, tên thật là Phùng Phương Hạnh, cái tên khá nổi tiếng trong cộng đồng cosplay Việt Nam. Cô từng là quán quân cosplay Việt Nam Cup 2017 và trở thành đại diện của Việt Nam tham gia World Cosplay Summit năm 2017. Với niềm đam mê truyện tranh từ bé, Yuji Koi bắt đầu cosplay từ năm 2012. Cựu sinh viên Học viện Ngân hàng cho biết tìm thấy chính mình ở các nhân vật nên đã theo đuổi đến giờ. Hiện nữ coser sinh năm 1996 này đang sống tại Thụy Sĩ, học lên cao học. Liên minh tốc chiến bị phàn nàn vì không có chế độ mở khóa camera. Kể từ khi Liên minh tốc chiến ra mắt, ngoài những hiệu ứng tích cực mà tựa game này mang lại, vẫn còn đó những thiếu sót mà người chơi đã phản ánh với Riot. Một trong số đó chính là chế độ mở khóa camera, chưa tồn tại trong tốc chiến. Với những người chơi Liên minh huyền thoại lâu năm, việc mở khóa camera đã trở thành thói quen để có thể tạo sự thoải mái trong việc quan sát bản đồ. Trong khi đó, chế độ khóa camera vào tướng phù hợp với những người chơi mới để tập làm quen với vị trí của mình. Trong tốc chiến, với việc không có tính năng này, người chơi không thể thoải mái li màn hình tới mọi vị trí trên bản đồ một cách dễ dàng.
Đồng thời, việc chuyển camera ngay lập tức tới vị trí của đồng đội như các phím tắt F2, F3, F4 trên Liên Minh Huyền Thoại cũng không có. Điều này khiến cho thói quen của nhiều người chơi Liên Minh Huyền Thoại lâu năm không thể thực hiện được trong tốc chiến. Đặc biệt, việc những vị tướng có các chiêu thức bán cầu hay là toàn màn hình như Twisted Fate, Ezreal, Ashe cũng được thực hiện rất khó khăn. Dù có chế độ camera phủ đế theo dõi đường đi của chiêu thức, nhưng đa số người chơi đánh giá nó kém hiệu quả. Hiện Riot chưa có bất cứ phản hồi nào về vấn đề camera này. Vì thế, người chơi không còn cách nào khác phải tập làm quen với việc khóa camera và tướng trong một thời gian tới. Liên Minh Huyền Thoại tốc chiến chỉ mới ra mắt được một thời gian, vì thế đội ngũ sản xuất game còn rất nhiều việc phải chỉnh sửa. Những tính năng quen thuộc trong Liên Minh Huyền Thoại có thể sẽ xuất hiện, nhưng vấn đề là thời gian mà thôi. Vậy bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới nhé!